Chào mừng các bạn quay trở lại với bản tin tổng hợp cuối ngày của chúng tôi. Hãy cùng điểm lại một số tin tức nổi bật sau đây. Tin tài chính. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023 với doanh thu thuần đạt 9.753 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 749 tỷ đồng. Trong bối cảnh thị trường với nhiều khó khăn và biến động, sức mua chung sút giảm mạnh mẽ, VNJ vẫn tiếp tục nỗ lực các hoạt động thúc đẩy doanh thu, sáng tạo các chương trình hiệu quả để tiếp tục mở rộng thị trường. Kết thúc quý 1 năm nay, dù doanh thu thuần VNJ đạt hơn 9.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với nền cao kỷ lục của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn duy trì mức tăng trưởng, đạt 749 tỷ đồng tăng 3,8% so với cùng kỳ, ghi nhận kỷ lục mới từ trước tới nay. Ngân hàng Thương mại Hàng hải Việt Nam mã MSB đưa ra kế hoạch kinh doanh thận trọng, cân bằng giữa tăng trưởng lợi nhuận và giữ vững chỉ số an toàn hoạt động. Năm 2022, MSB là một trong những ngân hàng tiên phong ra mắt thị trường những giải pháp thuần số như vay tín chấp và thế chấp cá nhân. Thời gian từ bước đăng ký sử dụng sản phẩm tới bước giải ngân hoặc phát hành chỉ còn vài giờ hoặc vài phút, thay vì vài ngày như cách thức truyền thống. Chuyển sang tin đời sống giải trí. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu tăng cường theo dõi và quản lý sức khỏe của cán bộ, giáo viên, học sinh để phòng ngừa, ngăn chặn, không để dịch lây lan trong trường học. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Lễ hội văn hóa ẩm thực trên 350 món ngon ba miền ở Thành phố Hồ Chí Minh, thức uống đặc trưng Bắc Trung Nam sẽ hội tụ tại đây từ ngày 20 đến 23 tháng 4. Theo ban tổ chức, đại diện các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4 đến 5 sao thuộc Sài Gòn Tourist tại Hồ Chí Minh và các địa phương sẽ mang đến lễ hội trên 350 món ăn, thức uống đặc trưng vùng miền, được thể hiện qua tài nghệ của các đầu bếp giàu kinh nghiệm. Tin thế giới. Tổng thống Ukraine đề nghị Mexico giúp đỡ. Tổng thống Ukraine Zelensky đề nghị Mexico giúp tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nước Mỹ Latin nhằm hướng tới chấm dứt xung đột với Nga. Ukraine đã đề xuất với phía cộng đồng các nước Mỹ Latin tổ chức một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt để thể hiện sự thống nhất cũng như lập trường của mình với các nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình, tôn trọng giữa các dân tộc, ông Zelensky phát biểu. Sân bay Canada mất container chứa 15 triệu đô la Mỹ tiền vàng. Cảnh sát Canada đang điều tra vụ container chứa vàng và tiền mặt trị giá 15 triệu đô la Mỹ bị đánh cắp khỏi kho lưu trữ sân bay Toronto. Báo Toronto Sun đưa tin giới chức đang cân nhắc giả thuyết các nhóm tội phạm có tổ chức trong khu vực liên quan đến vụ trộm. Chưa có lệnh bắt nào được đưa ra. MU thua thảm 0-3 trước Sevilla. Quỷ đỏ chịu sức ép cực lớn từ phía chủ nhà, để rồi ngay phút thứ 8 trung vệ Maguire chuyền hỏng giúp Sevilla mở tỷ số 1-0. Sevilla càng đá càng hay, phút 40 Ocampo đưa bóng vào lưới De Gea nhưng bị va bắt việt vị. Hiệp 2, Rashford cùng lúc so vào sân thay Sancho và Wan-Bissaka. Dù vậy đến phút 47, bên bật cao khâu chiến trước sự bất lực của các cầu thủ MU, 2-0 cho Sevilla. MU bế tắc hoàn toàn và tới phút 81, Sevilla chấm dứt những nỗ lực của Quỷ đỏ với bàn thắng thứ 3 của NSG, bắt nguồn sau pha chuyển lỗi của De Gea. Thất bại chung cuộc 2 năm sau 2 lượt trận, MU bị loại khỏi Europa League. Ở các trận đấu còn lại, Juventus có trận hòa 1-1 với Sporting Lisbon. Kết quả này giúp Juve là đội đi tiếp với tổng tỷ số 2-1. Ở cặp đấu Bayer Leverkusen gặp Union Saint, đội bóng tới từ Đức vùi dập đối thủ 4-1 và hiên ngang đi tiếp với tổng tỷ số 5-2. Trận đấu tứ kết còn lại, Feyenoord bị Roma lội ngược dòng với tổng tỷ số 4-2, dù lượt đi Feyenoord thắng với tỷ số 1-0. Chuyển sang tin quần vợt, Nadal vẫn chưa thể bình phục chấn thương, buộc bò tót phải tuyên bố rút lui khỏi giải Madrid Open diễn ra ngày 25 tháng 4 tới. Cũng liên quan đến Madrid Open, tay vợt Dominic Thiem nhận suất đặc cách dự vòng đấu chính Madrid Open, nơi tay vợt 29 tuổi từng 2 lần giành ngôi Á quân vào các năm 2017 và 2018. Cuối cùng là tin về cựu tay đua Michael Schumacher. Khi gia đình anh đang tính kiện báo chí vì đưa tin sai sự thật. Được biết tạp chí này đăng bức ảnh Schumacher mỉm cười kèm thông tin đã thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với ông, sau đó tờ báo xác nhận đây là sản phẩm của AI. Trước đó Michael Schumacher rơi vào hôn mê sau tai nạn trượt tuyết hồi tháng 12 năm 2013. Kể từ đó, gia đình của ông gần như không tiếp xúc với truyền thông để bảo vệ sự riêng tư cho huyền thoại F1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe tin nhanh cuối ngày trên kênh của Đọc Gì Đây. Hãy theo dõi kênh để nhận thêm nhiều thông tin nhanh sắp tới nhé.